Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách fix siêu, fix never, xem IP người chơi, khóa tài khoản và một số chức năng khác để các bạn quản lý server sơ theo đấy. Và mình sẽ không dùng query nhé, mình sẽ dùng thủ công để các bạn dễ hiểu. Đó. Trước tiên mình sẽ đây là một server ấy nhá, server online rồi đó, mình đang cài cho một bạn. Mac 140. Đầu tiên mình sẽ vào VBS. Đây là VBS đây. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn fix siêu trước nha. Fix siêu thì rất đơn giản thôi. Các bạn đầu tiên mình nói nãy nó là không hướng dẫn query đúng không? Nhưng mà query là rất là đơn giản, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn đánh lệnh update. Các bạn tìm vào bảng siêu nhé, đây chính là bảng siêu trong trong sơ đồ VD account này. Bạn kéo xuống có một cái chữ là siêu này, bạn mở ra thì ở đây cái bảng mình muốn update đúng không, mình muốn update cái bảng siêu thì mình sẽ phải vào bảng SK siêu đây, đây chính là bảng SK siêu. Các bạn bảng SK siêu đó, các bạn chọn bảng SK siêu, set tức là các bạn update cho cái bảng này và các bạn set siêu cho cái siêu của cái gì đấy, đấy tức là siêu out này, bạn set cho cái bảng siêu out. Siêu out các bạn nhìn kỹ nhé, đây là chính là siêu out. Bạn thấy không? Bây giờ các bạn bằng ra đánh dấu trong ngoặc đó. Bạn muốn set cho, các bạn phải tìm kỹ nhé, đây chính là cái bạn phải tìm là chẳng hạn như đây là GM này, hoặc là đây là mình set cho tài khoản số 1 nhé, cái tài khoản số 1 này ID GID tức là 1009, bạn để ý này. Đấy, mình set cho cái này thì các bạn là mình set là 10.000 siêu đi. Sao bên đây? Quay ra. Quay. GID. Một không không chín. GID tức là mình sẽ xét cho cái tài khoản số 1 nhá. Tức là tài khoản số 1 này chẳng hạn như tài khoản của thằng anh Thắng 2001 này này. Tức là GID là 34. Còn tài khoản một do tự mình đặt ấy là 1009. Mình set cho cái đấy. Thế con này đây là 10k siêu. Đó. Thấy không? Đã thành công rồi nhá. Giờ mình vào đây. Hiện tại nó đang là 7 triệu siêu đúng không? Bây giờ các bạn di chuyển đi. Di chuyển đến một nơi nào đấy. Bạn đi sang Đông Hoàng đi. Rồi, bật F10 lên. Thấy không? 10k siêu. Rất là đơn giản nhé. Đấy là cách fix siêu. Không thì các bạn hãy không dùng lệnh query nhé, các bạn dùng bằng thủ công nhé. Thì các bạn tắt hết đi. Chẳng hạn như bây giờ muốn tìm một tài khoản là tên là gì đấy, tên là số 1 đấy, các bạn bật user lên, fix cho tài khoản Kim là tao đi nhé, Kim là tao, GID là 4, thì các bạn bật lên bật siêu lên này, SK siêu lên thì tìm GID là 4, thấy không? Ở đây nó có 1, 2, 3, 4 bằng này cái cơ, do là khi mình cho tạo nhân vật ấy, mình cho rất nhiều cái bảng siêu thì đấy nó sẽ tạo ra nhiều bảng này. Không, thông thường nó chỉ có một bảng thôi, bạn chỉ cần đổi là 10k siêu, nhưng mà ở đây là mình để nhiều bảng quá nó sẽ không ăn.
Cái này thì trong trường hợp này thì các bạn phải dùng query. Còn nếu như bạn nó chỉ có một cái thì các bạn có thể sửa trực tiếp ở đây được. Enter di chuyển ở trong trong game là được nhé. Cách đó là cách ấy, cách fix seal cho một người. Còn khóa tài khoản cũng thế, mình ấy luôn, chỉ luôn các bạn khóa tài khoản. Các bạn để ý ở trong đây nhé, trong bảng này là sẽ có rất nhiều đúng không, các bạn thấy không? Nếu như khóa tài khoản vĩnh viễn nhưng mà các bạn không muốn cho người ta vào ấy, chẳng hạn như tài khoản kim là tao, trước tiên là khóa vĩnh viễn, không phải là có thể xóa luôn tài khoản này, không cho vào nữa. Các bạn đơn giản bạn đổi đổi thôi, đổi thế này thôi, enter cái coi như là người kim là tao này sẽ không bao giờ vào được nữa, đơn giản vậy thôi nhé. Nếu như các khoản bạn khóa tạm thời hoặc ban nick ấy, thì sẽ dùng lệnh lệnh gm trên này. Đây là không phải ACM mình nên mình không không hướng dẫn được. Các bạn đánh lệnh cái đánh đánh chẳng hạn như đánh là ship ngã. Ship ngã. Ngã là các bạn sẽ có một cái thanh công cụ. Và đánh lệnh ban tên nhân vật. Thì tức là tên nhân vật đấy là các bạn enter là sẽ ban ra, hoặc là một lệnh nữa mình không nhớ lắm. Hôm nào mình sẽ chỉ khóa tài khoản nhé. Xong khóa tài khoản, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục nào. Xem IP nhé, IP nó cũng ở trong đây thôi. Các bạn có thể dùng lệnh query, à, không query thì mình sẽ xem trực tiếp ở đây. Chẳng hạn mình xem tài khoản Kim là tao này, đó IP là bao nhiêu, đây chính là IP của Kim là tao, gồm có một tài khoản, hai tài khoản, kéo xuống nữa có khi là các bạn sẽ thấy nhiều nữa. Khi mà tao hiện tại trên đây là có hai tài khoản đó. Nếu các bạn giới hạn IP này là được tạo bao phép bao nhiêu tài khoản thì vào trong file server nhé, cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp là khóa tài khoản rồi nhé. Một số chức năng khác giống như là các bạn fix never nhé, bây giờ hướng dẫn fix never này. Để làm hoàn toàn bằng bằng tay chứ không phải là bằng ấy. Vào tra. Nhưng mà ở đây là mình hình như là cái data này là hơi cũ này. Hình như nó chưa load được. Mình bật lại. Đấy chính là ấy. Fix never nhá. Tên nhân vật này của mình là Storm Shadow đây. Nói chung rất là khó kiếm. Bây giờ mình tìm một query. Where? Cha.